Cái hồng nè, cái hồng cháy quá trời luôn. Cái này quay không thấy được cái trái, cái màu sắc của nó. Mới đi chơi kêu kêu thức 2-3 giờ thức ở đây đó, rồi sao thức kêu thức 9-10 giờ nó trời hơi sớm như vậy. Ồ, trái hồng nè, quá trời luôn, để hái mới được. Ăn mang vậy mày. Ừ. Rồi, trái này bị con ấy nó ăn rồi nè. Kệ đi, để hái trái này. Ồ, trái này bị ăn chút à, mà không sao. Cái hồng này trái quá trời luôn nè. Hồng quá hồng luôn. Này cây này gì? Nhà của người bạn. Qua bẻ ăn. Trái này chín rồi mà bị con ấy nó ăn nè. Ồ, hồng đẹp không? Cháy quá hồng luôn, đẹp quá đẹp luôn, quá ngon luôn. Không.